kênh vlog Mỹ Nắm. Xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay ngày 14 mình đến chùa thì mình có vô tình gặp được hai bà ở trong cái ngôi chùa này đang đi xin. Thì ngày hôm qua chùa đã có tổ chức và phát quà cho rồi, thì hôm nay mình thấy không có những người đến chùa xin nữa, mà hôm nay mình thấy chỉ có hai bà trong chùa thôi. Mình đi chùa thì mình đang gặp cái cô này đang xin tiền mua gạo, và mình sẽ cho cô một ít tiền để cô mua gạo. Cô ở đâu? Cô ở kênh kinh tế xuống á. Dạ. Bệnh nó con nằm nhà thương á. Dạ. Mình đang quay thì cô này tới ngỏ ý là muốn xin tiền mua một ít gạo. Cô nói là cô muốn vay mình vay cô, mình nói chuyện với cô thôi. Mình không phải là làm từ thiện đó mọi người. Nên mình thấy cô mình vay mình nói chuyện trò chuyện với cô nha. Cô tên gì? Tên Liên. Dạ, cô ở đâu? Cô ở kinh tế xuống. Xa không cô? Từ đó xuống đây xa không? Xa lắm. Xa hả? Cô chồng cô bệnh nằm bệnh viện. Dạ. Vậy chồng cô bệnh cái gì? Bệnh sốt độ lạng mù á. Dạ. Mù. Cô chỉ đi xin thôi hả? Từ qua giờ cô xuống chùa chùa có phát gì cô chưa? Chưa hả? Hay là chùa chưa có tổ chức cô? Đâu có đâu. Dạ. Hôm nay không thấy, cô không thấy. Dạ. Chắc là dịch cổ đồ dịch kiểu đường. Như là tiền bạc cũng hơi khó khăn á, nên là chùa chắc có lẽ là không có tổ chức để làm như mọi hôm. Dịch đó con. Dạ. Cô có mấy đứa con? Hai đứa. Hôm nay cô nhiêu tuổi hả? Mấy tư. Dạ. Cô chỉ xin tiền mua gạo thôi hả? Dạ. Thì mình gặp cái cô này xin một ít tiền để mua gạo về ăn. Thì cô hiện tại là cô sống với chồng. Rồi nhà mình có làm cái gì không cô? Không hả? Sống người coi như này ta lâu lâu ta giúp đỡ rồi á. Dạ. Chứ mình già lớn đâu có làm gì. Dạ. Nói chung là con gặp cô rồi cô cũng xin con ít mua gạo. Thì con không phải là làm từ thiện. Thì mình cũng không có nhiều mọi người à, của ít lòng nhiều mọi người. Thì mình cũng có duyên gặp cô ở trong chùa, thì cô có thiện chí xin một ít tiền mua gạo, thì mình cũng không có tiền nhiều đâu mọi người. Mình sẽ gửi cho cô 100 ngàn để mua gạo. Con gửi cho cô 100 ngàn để mua gạo. Cảm ơn. Dạ. Mua để ăn nằm nhà thương hả con hả? Dạ. Chị bệnh gì cô? Chồng có bệnh hả? Chồng bệnh. Dạ. Đang nằm bệnh viện hả? Nói chung là hoàn cảnh của cô cũng khó khăn phải không? Dạ. Khó khăn mới gặp mấy con. Dạ. Này mấy con giúp đỡ giùm má. Nhà ở trên tế xa con à. Dạ. Thì mình nói chung là cũng lần đầu tiên á, mình cầm máy quay ra đường mà mình có duyên gặp được cô này. Thì cái ngày này là ngày 14 thì cô cũng đến chùa để xem có những ai mà phát quà tặng quà cho cô thì cô xin. Nhưng mà hôm nay là mình nghĩ là chùa không có làm ngày hôm nay, mà ngày hôm qua đã làm xong rồi. Cô có lẽ là cô đến chởi đó mọi người. Thì mình cũng có duyên với cô, mình cũng gửi cho cô một ít tiền nho nhỏ thôi, chỉ có 100 ngàn thôi để cô mua cái ít gạo về ăn nha mọi người. Thì mình hiện tại đang ngồi nói chuyện với cô, mình ngó qua bên kia mình thấy có một cô đang nằm ngủ, mà không biết là cô đó như thế nào. Mình sẽ qua quay và hỏi thăm cô. Nhân tiện là hôm nay mình đến chùa mình mới gặp được mấy cô này, chứ mình đi thì không có nghĩ là gặp những cái hoàn cảnh như mấy cô này đâu. Thì hôm nay cô đến chùa để xin quà, hoặc là ai phát gạo phát quà thì mấy cô nhận. Mình đang ngồi nói chuyện với cô, mình ngó qua mình thấy có một cô nằm ở bên cái ghế này. Mình sẽ lại gần quay cho mọi người xem cái cô này như thế nào nha. Cô đang nằm ngủ. Cô ơi, cô, con chào cô. Cô ngủ hả? Dạ. Cô ăn gì chưa? Dạ. Chưa đói. Chưa đói hả? Dạ. Nắng quá vô đây nghỉ. Dạ. Cô có thường ở chùa đây không? Thường. Thường hả? Dạ. Vô mà không có pha tắc gì hết á. Ai hái cây cối giờ quậy ra. Dạ. Quậy có để cho ba cái gì vậy? Quậy vô đây quậy nắng là say sẩm. Dạ. Quậy vô đây quậy nghỉ.
Dạ. Phải có người nào bắt ngang cõi mà phá bắt ở trên cái bàn ấy là phải vô nó phải thưa cái thầy không có cho luôn cái gì đã bắt thì trong chùa không có nên người ta đã cúng chùa rồi thì để cho cúng thiểu đồ nó cho hưởng trái chứ mình ở ngoài anh mình đâu có ta đâu có thầy các đâu có phải tổng đăng cái con gì mà ẩm đứa con á dạ nói cho cái chị à người ta chưa kịp tập nhang à cái con mà bận đứa con ở với cháu à lấy à cô ở đâu cô có con cái gì không cô có nhà cửa gì không cô như là mướn nhà trọ dạ thuê nhà trọ bến tre dạ nhưng mà cô ở đâu tới đây cô ở Phan Thiết ở Bình Hưng rồi à cô ở Phan Thiết ở Phan Thiết Bình Hưng nhưng mà cô ở Phan Thiết Bình Hưng mà cô ra tới đây luôn ở ngoài này là 6 năm rồi rồi đó là tôi bán giấy số cho người ta được 4-5 năm nữa dạ đây sau này vậy là cô đi bán giấy số rồi bây giờ hiện tại cô làm cái gì bây giờ lớn tuổi rồi bán giấy số bị mất hoài à dạ à tôi nói với người ta bây giờ cho ngoại nghỉ rồi coi ngoại có cái máy này dạ máy gì máy bán giấy số hả con à, máy hát á à ngoại mở hát cho dân nghe là dân cho ngoại tiền à vậy vậy là đi xin dạ vậy đi xin vậy có máy dạ. Mà bây giờ á là năm nay á ngoại giảm bớt lại ngoại không có xin nữa dạ. Thì sao năm nay dân đói dân khổ nhiều lắm dạ dân làm ra tiền dạ mình phấn đấu luôn còn nó vô nằm á là ngoại nằm đây tại vì sao để coi bằng thờ cô năm nay nhiêu tuổi rồi 82 ô 82 vậy kêu bằng bà được rồi bà năm nay là 82 tuổi à, bà cũng lớn tuổi rồi thì bà cũng đang đi xin ăn thôi lúc trước thì bà còn khỏe và đi bán giấy số thì hôm nay bà cũng lớn rồi 82 tuổi nên bà đi xin ai cho gì thì bà ăn cái đó rồi những lúc bà muốn nghỉ chân thì bà vô trong chùa bà nằm ở cái ghế này này mọi người à, cô chỉ nói là cô đến chùa để nghỉ ngơi rồi. Sau những khi cô đi xin quà cô mệt thì cô mới đến chùa nghỉ ngơi mọi người à thì cô đến chùa cô nghỉ ngơi cô nằm ngay cái ghế này rồi tiếp tục cô mới đi tiếp mọi người thì hôm nay mình đến chùa thì mình cũng có duyên và lần đầu tiên mình gặp được hai cô thì cái cô hồi nãy mình có quay và cô ngỏ ý là xin một ít tiền mua gạo thì mình cũng ít lòng nhiều cũng không có nhiều mọi người chỉ gửi cho cô 100.000 thôi giờ mình lại gặp cô này biết sao trong này á còn là bao này áo mưa này đôi khi đi vậy có con cháu gì không vậy nói chuyện với con á vậy có cháu ở Phan Thiết á dạ. Nhưng mà nó la vậy là đúng rồi hút thuốc nó không có chịu con lên tivi phải đúng không hút thuốc không có nó không có chịu nè cầm cái máy nhảy nó không có chịu nè bà cố muốn nhảy như vậy ra ngoài đường rồi nhảy chứ ở nhà là không có được làm như vậy à, người ta làm ăn này cái nọ cho mà gọi người ta lo làm ăn còn nó gọi cầm cái thuốc nhảy mà ủa vậy là con cháu cũng nuôi bà đúng không mà bà không chịu ở hay sao trốn tôi đi tôi ra ngoài này tôi sống quen rồi tôi sống ngoài đây nhưng mà giới dục vậy có muốn về nhà không 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 hả vì vậy muốn sống vậy hả sống như vậy thôi nè hút thuốc nè nhưng mà về nhà cháu không cho hút đâu về nhà ở với cháu thì đừng có hút thuốc không đâu rồi bây giờ vậy đi vậy đường vậy rồi hả rồi vậy ở đâu cái gì vậy ở đâu mấy bữa là ngoại thuê nhà trọ dạ một được. Tháng nhiêu vậy thuê nhà trọ nữa một tháng gì là bao nhiêu khoảng 750 750 ngày đêm nó là 25.000 dạ mướn lâu rồi á mới 25.000 á à. Con cũng không có nhiều của ít lòng nhiều thì hôm nay là ngày 14 rằm lớn thì con cũng có gửi cho bà chỉ 50.000 thôi không có nhiều mừng con gọi nhận 20 thôi con gửi cho bà để ăn cơm bọc muốn uống nước gì thì uống cơm mà dân cho gọi dạ. Rồi gọi cho gọi hai ba bị luôn á nhưng mà cái lương tâm của gọi không có tâm tâm dạ. Là tâm ăn con hết bỏ mang cái tội ngoại dạ. Lấy một hộp thôi dạ đúng chứ rồi không như người ta đâu dạ còn mấy người kia cỡ nào nó cũng chơi hết dạ. Luôn chúng với bờ hồ á nó ăn là nó giục tùm lưng tại la chứ nó dạ. Mang cái ác không 20 cho con vui lòng
Mọi người ơi, thì mình gửi cho bà 50.000 để bà uống nước mua cơm ăn, mà bà nói là bà không có nhận nhiều, bà nhận chỉ 20.000, bà trả lại cho mình 30.000 này mọi người. Thì mình rất là cảm động bà luôn. Bà nói là bà không có cho ông bà nói là để dành lại mua nhang thắp cho cùng với nhau. Nói chung bà khổ nhưng mà bà không có cái tấm lòng mà chỉ là ham nhiều đâu mọi người. Bà chỉ lấy vừa đủ vừa ăn vừa xài thôi mọi người. Nên bà chỉ lấy có 20.000 nè. Mình gửi bà 50.000 để bà mua cơm mua nước uống mà bà không có lấy hết 50.000 mọi người à. Ở dưới chợ Động với chợ Vân Rang coi. Giờ sức mình thương minh thương. Có những gia đình nào mà khổ. Còn nó hoàn cảnh khó khăn thì cái nọ con đâm. Quậy lấy cái tiêu chuẩn của quậy á, chia sớt thẳng luôn ra quậy hỏi có nơi có chỗ nha, có đúng sự thật như vậy rồi quậy kêu xe ôm xuống quậy gửi đàng hoàng nha, chứ không phải quậy cho thằng bậy đâu nha. Còn nên... bây giờ bà có muốn về ở với không, con cháu không? Ở ngoài này mà chưa sống sống lâu dài không có chết, đi về nhà là tôi chết, tại vì nhà con cháu nó khó khăn quá. Cho nên tôi ra ngoài đường đi nằm với cây cối nó không có với quại, cho nên là quại sống vô tư, sống thoải mái. Mà gia đình nói bà ra ngoài đường bà sống không có được, làm những cái gì ở ngoài đường để mà mang tai tiếng về xã Phương Thiết này hết, không có được. Bạn có thì về thẳng về đây, tụi con la cho cũng cho quại ăn. Cũng cho cố ăn đến ngoài về cố nhịn đói, nhưng mà ra ngoài đường không có đem một cái gì về ở thị xã Phan Thiết này. Mỗi khi ngoại về Phan Thiết là con gạo này cái nọ ngoại gửi cho. Sao ngoại không ở trong đó để đi cho gần mà vậy phải đi đó ra đây nó xa vậy? Ở ngoài này 6-7 năm quen rồi. Ra đi 6-7 năm rồi hả? Ở ngoài này 6-7 năm quen rồi. Ở nhà bà ba mà nước nó lụt lên á, gần nhà ông Bảy mà ngó qua á, là ở nhà ông đó là 5 năm. Rồi sau ngày bà bị chết á, rồi quậy qua ông Bảy, nhà ông Bảy quậy mướn á. Nhưng mà ông Bảy là không có được. Bây giờ quậy gái cho bà ba sống lại là quậy gì? Rồi bây giờ quậy cũng lớn tuổi rồi, bây giờ ở với con cháu, mai mốt có gì ngã xuống con cháu lo. Chừng nào bề trên kia quậy gọi, gọi quậy mà quậy phải nói với dân là chở thẳng về nhà luôn, chứ không có làm phiền dân ở ngoài này một cái gì hết. Ý là thấy quậy lớn tuổi rồi muốn quậy ở một chỗ cho nó thoải mái. Không, ở đây à. Ở ngoài này à. Mọi người ơi, quậy năm nay 82 tuổi rồi mà quậy nói là quậy ở với con cháu kiểu như là không có hợp á mọi người. Con cháu hay la thì nhưng mà quậy đi như vậy thì quậy thấy nó rất là thoải mái. Nên quậy là ở trong Phan Thiết mà ra đến Phan Rang thì sống bữa nay là 56. 6 năm rồi. 6 năm rồi mọi người. Nên ngoại thấy cuộc sống rất là thoải mái, đi đây đi đó, kiểu như là tự do không bị con cháu la. Nên ngoại đến đây mình cũng muốn thuốc thoải mái. Mình cũng muốn mình cũng nói với ngoại là về có con cháu ở để già con cháu phụng dưỡng mà bà không chịu. Hôm nay mình đến chùa thì mình thấy chùa trông rất là vắng luôn. Cũng ít người đến tại vì ngày hôm qua là chùa đã tổ chức xong rồi mọi người. Và cũng có phát gạo, phát quà cho những bà con ở đây rất là đông. Nhưng mà ngày hôm qua mình không biết nên mình không có đến chùa để quay. Thì hôm nay mình lại đến chùa là nhằm ngày 14. Thì chùa cũng đã làm xong hết rồi. Thì mình vô tình quay và gặp được hai cô. Thì một cô thì xin một ít tiền mua gạo. Và mình gặp một cái bà cụ 82 tuổi đang nằm trên ghế. Thì mình tới mình cũng có trò chuyện và hỏi chuyện với bà. Mình gửi cho bà, mình cũng không có nhiều đâu mọi người, mình phụ ít lòng nhiều. Mình gửi cho bà 50.000 để bà mua nước, mua bánh, mua cơm ăn. Nhưng mà bà không có nhận, bà chỉ lấy có 20.000 thôi mọi người. Bà trả lại cho mình 30.000. Chỉ là một cái duyên để mình gặp bà. Gặp quại với chợ
Đứa ông á, đứa ông á, dạ. Nó gặp quà nó cũng cho quà cho em. Ông dạ. Ăn kè quá. Mình cho bà 50 ngàn mà bà nói là nhiều quá, nên bà nói cái gặp một người cho bà 10 ngàn. Bà nói cho như vậy là vừa này mọi người. Cho 10 ngàn là vừa mọi người à, cho lần 50 ngàn quá nhiều luôn, nên bà lấy cái 20 ngàn à. Bà rất là tuyệt vời luôn, bà rất là kiểu như là bà không có tham mà cũng không ham nhiều đâu. Giống như là bà lớn tuổi rồi, bà chỉ có muốn là bao nhiêu, cái gì đâu. Có bao nhiêu bà ăn bao nhiêu, ai cho gì bà ăn đó, nhưng mà cho vừa đủ thôi. Cho nhiều quá thì bà cũng không có nhận mọi người à. Bà rất là tuyệt vời nha mọi người. Đúng rồi. Bà nói là bà không có nhận nhiều và chết cũng không có mang theo, bà chỉ cần nhận để ăn thôi mọi người, vừa đủ ăn thôi. Nên mình thấy bà là rất là cái một cái suy nghĩ rất là tích cực và không có muốn làm phiền ai, và kể cả của bà cũng không có làm phiền con cháu. Nên bà thích đi như vậy, bà thấy thoải mái hơn. Thì cái video của mình cũng là một cái duyên để gặp hai bà ngày hôm nay, thì mình tình cờ thôi. Mình cũng có chia sẻ cho một ít cho hai bà, nhưng mà không có nhiều đâu mọi người. Chỉ một cô kia là mua gạo mình cho 100 ngàn. Với bà 82 tuổi thì mình cho bà 50 ngàn, bà lấy chỉ có 20 ngàn thôi mọi người. Bà cái suy nghĩ rất là tuyệt vời luôn mọi người. Mình thì cũng ít đồng nhiều thôi mọi người. Chỉ là một chút nhỏ thôi mọi người, không có nhiều. Rất là nhỏ luôn, của ít lòng nhiều mọi người à. Rồi bây giờ cái video của mình thì mình quay cái ngôi chùa này, và cũng có duyên gặp được hai bà, để mình cho một ít nho nhỏ gửi đến cho hai bà, tuy là không nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ xin tạm dừng cái video ở đây. Mọi người xem cái video của mình, mọi ủng hộ cho video cho mình nha mọi người. Mọi người cho mình một nút like, share và subscribe đăng ký kênh để có cái video mới tiếp theo xem nha mọi người. Mình luôn chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều.